Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn một cái dự án mới, một cái con app cho chúng ta đào miễn phí cái đồng BRC đến từ cái dự án Blockzium. Đó, thì đây là một cái dự án mới và chúng ta sẽ khai thác miễn phí cái đồng BRC. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút về thông tin về của cái dự án này nha các bạn. Ứng dụng khai thác mới này, BRC Coin nhé. Ở đây thì mạng Blockzium giúp bạn khai thác BRC trên điện thoại của mình và sự trợ giúp của giàn khoan đám mây. Chuỗi khối của chúng tôi Blockzium là xương sống của mạng BRC. Blockzium là một blockchain mã nguồn mở phi tập trung và được thiết kế để cung cấp cho người dùng một nền tảng an toàn và minh bạch để quản lý tài sản. Nền tảng này có khả năng chống lại các cuộc tấn công và hack mạng đến cho người dùng và sự an toàn cần thiết khi nói đến sự an toàn của tài sản của họ. Blockzium Network là một ứng dụng bao gồm tất cả để phát triển, nắm giữ và chuyển số dư sao của bạn. Ngoài tài chính phi tập trung, ứng dụng còn có các trò chơi di động và các yếu tố mạng xã hội để kiếm tiền, chơi và giao lưu với Maverick Negan Network để trở thành DeFi xã hội. Đó, trên đây là giới thiệu một chút sơ qua về cái thông tin dự án để cho các bạn có thể nắm được. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là tải app cũng như là đăng ký để chúng ta tham gia và chúng ta đào cái đồng BRC này nha các bạn. Thì link tải app này thì mình sẽ để dưới phần mô tả nhé. Sau đó thì các bạn kích vào nút cài đặt này cho mình này. Ok, như vậy đã cài đặt xong thì các bạn kích mở cho mình nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đăng ký tài khoản. Các bạn kích vào cái phần Let's Go này. Rồi, đến cái phần này thì đây là cái phần đăng nhập. Nếu như bạn chưa có tài khoản thì chúng ta sẽ kích vào cái nút Sign Up để chúng ta đăng ký tài khoản này. Rồi, phần này thì chúng ta sẽ điền tên nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ điền tên là full tên. Thì các bạn thích điền như thế nào cũng được. Cái tên này thì các bạn có thể là điền cái tên của bạn hoặc là tên thương hiệu của bạn. Rồi bên dưới là cái username. Thì username này thì các bạn chỉ viết liền không dấu. Rồi bên dưới thì là số điện thoại nhé. Rồi bước tiếp theo là các bạn điền cho mình cái địa chỉ email. Rồi sau đó thì các bạn nhấn like cho mình. Bước này thì các bạn sẽ điền cái mã của cái người mời mình. Thì ở đây thì mình sẽ nhập cái mã của cái người mời mình vào đây. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ nhập mật khẩu và nhắc lại cái mật khẩu. Còn một cái bước cuối cùng nữa đó là các bạn kích vào đây để chúng ta chọn cái quốc gia. Đó, khi bạn kích vào thì các bạn sẽ kéo xuống gần cuối cùng. Chúng ta sẽ chọn cái quốc gia Việt Nam nhé. Đây các bạn chọn quốc gia Việt Nam này. Rồi sau đó thì các bạn kích vào tạo tài khoản. Ok, như vậy là đã tạo tài khoản thành công nhé. Thì sau khi tạo tài khoản thành công ấy thì bạn sẽ có cái số dư là được tặng 5 cái đồng BRC. Thì để kích hoạt cái máy đào thì các bạn kích vào cái nút Start cho mình. Rồi sau khi các bạn kích Start thì cái đồng hồ nó sẽ bắt đầu nó tính cái đếm ngược nhé. Thì cái cơ chế đào thì là 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ bấm đào một lần. Và đồng hồ nó sẽ chạy, sau khi các bạn bấm đào thì bạn sẽ thấy có cái số dư ở đây. Nó đã nhảy lên 17 cái đồng BRC rồi nhé. Thì các bạn kích vào cái nút mà BRC Coin này này. Đó, các bạn kích vào đây. Chúng ta sẽ xem một đoạn quảng cáo. Sau khi bạn xem quảng cáo xong thì các bạn sẽ cái phần này nó sẽ hết nhé. Thì chúng ta sẽ chờ nó mở tiếp, thì khi nào nó mở thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta xem quảng cáo và chúng ta sẽ nhận được cái đồng BRC về cái ví của chúng ta nhé. Rồi, ok, thì cái video chia sẻ cho các bạn là tham gia vào cái dự án Blockzium để khai thác cái đồng BRC. Đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.